Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày qua, từ ngày lễ khấn dòng rồi đến nhiều thánh lễ tạ ơn, những ai đã tham dự thánh lễ đó thì đã nghe không biết bao nhiêu là điều hay ý đẹp về đời sống dâng hiến. Từ lời dẫn lễ, lời khai lễ của cha chủ tế, bài giảng, lời chúc mừng của hội đồng giáo xứ giáo họ, lời cảm ơn của tân khẩn sinh, và ngay cả những lời của MC nơi hoan tiệc, tất cả đều nói lên những điều tốt đẹp, những giá trị cao cả, sự cần thiết của đời sống thánh hiền. Vậy giả sử như chúng ta chưa tham dự những thánh lễ trong ngày qua, thì bài dẫn lễ của người vừa hướng dẫn chúng ta trước thánh lễ cũng là một bài đầy đủ ý nghĩa. Vì thế hôm nay tôi xin đổi món. Kẻo rồi chưa lên tòa giảng đã biết cha sẽ nói gì. Hôm nay tôi xin đề cập đến một địa khía cạnh khác trong đời sống dâng hiến. Khía cạnh mà tôi muốn đề cập ở đây đó là những vùng tối trong đời sống dâng hiến. Và khía cạnh này tôi xin gợi ý ba điểm. Vùng tối mà tôi muốn nói ở đây là gì? Đời sống người thánh hiến có những cái vùng tối như thế không? Và nếu có, người sống đời sống thánh hiến đã, đang và sẽ bước đi trong vùng tối với tâm thế, với thái độ nào? Thưa anh chị em, trước hết vùng tối mà tôi muốn đề cập ở đây đó là những giới hạn của phần người, những yếu đuối mong manh của kiếp nhân sinh, những xung đột nội tâm nơi mỗi con người chúng ta dẫn đến có khi buồn bực, nóng nội, nội nóng, những căng thẳng trục trặc va chạm trong đời sống chung, thậm chí có những lần phản bội bất trung với những lời cam kết và có cả những lỗi lầm khác nữa. Tạm gọi đó là những vùng tối trong đời sống dâng hiến. Vậy thì ở điểm thứ hai chúng ta thử hỏi, đời tu, đời dâng hiến có những điều đó không? Thực tế hôm nay quý cha, quý tu sĩ nam nữ rất đông. Nếu chúng ta hỏi tất cả những người đang sống trong cuộc có như thế không, thì chắc chắn họ sẽ trả lời rất thật, có, và có khi có nhiều nữa là đằng khác. Rồi nếu tôi hỏi giáo dân, hỏi anh chị em là những người ở bên ngoài quan sát vào đời tu, anh chị em có thấy những vùng tối như thế không? Chắc chắn anh chị em cũng trả lời là có. Có thấy thì lắm lúc chúng ta mới phàn nàn, mới so sánh chê bai. Những người thiện chí thì góp ý cầu nguyện. Những người thiếu xây dựng thì có thể chỉ trích lên án. Và đặc biệt cái thời đại 4.0 này là 0.4 này, thì có những lúc kỳ đầu chưa kịp suy nghĩ phân định đúng sai, tốt xấu, thật thứ thế nào, nhưng bàn tay thì đã vuốt lên cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Những điều mà bề ngoài khi chúng ta thấy như thế thường không chính xác, không đầy đủ, chỉ thấy một cách phiến diện, thấy được cái biểu hiện bên ngoài. Tôi đọc đâu đó một lời khuyên, khi nghe người ta nói những điều xấu của mình thì đừng buồn.
Vì nhiều lúc họ chỉ nói mới phần sơ sơ mặt nổi bề ngoài thôi, ẩn sâu bên trong còn nhiều hơn và trầm trọng hơn mà người ta chưa biết hoặc người ta đang im lặng. Nếu thật như vậy, thì cái sự biết của chúng ta lắm lúc cũng là một sự báo động cho đời dân hiến, những người đang sống trong ơn gọi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xác nhận một điều, chỉ có người trong cuộc mỗi tối ngồi xét mình lại mới thấy rõ những vùng tối trong bản thân mình, trong cộng đoàn, trong hội dòng, trong giáo hội của mình. Người Việt chúng ta thường nói nằm trong chăn mới biết chăn có rần. Ở đây tôi không muốn nói đó là thứ rần gì, rần đen hay đỏ, rần tình tiền hay là quyền lực địa vị. Tôi chỉ muốn nói thêm về nguyên nhân nào gây nên những vùng tối như thế trong đời sống dân hiến. Nguyên nhân có thể có nhiều, tôi nghĩ có mấy nguyên nhân chính sau. Thứ nhất, người tu sĩ hay linh mục cũng mang phần người, một con người giới hạn mong manh mà thành Phaolô ví như là những chiếc bình sành dễ vỡ. Thứ hai, ấn tín bí tích truyền chức hay là lời khấn dòng không trở nên một bảo hiểm, một thanh trì miễn nhiệm cho đương sự. Ân sủng của Chúa có thể thăng tiến tự nhiên, nhưng không phá hủy tự nhiên nơi con người. Ân sủng Chúa ban không là một vaccine đặc hiệu bất khả xâm phạm của những loài virus tinh quái trong đời sống xã hội. Thứ ba, nguyên nhân có thể đến từ đời sống chung. Ở một mình lắm lúc đã có chuyện, ở thêm người với nhau chắc chắn sẽ thêm chuyện, và ở nhiều người thì chắc chắn nhiều chuyện. Và đã nhiều chuyện thì nó sẽ sinh ra những vùng tối lẫn lộn với vùng sáng. Và nhất là khi những người sống đời sống dâng hiến, họ ở trong một tình trạng ốm đau, bệnh tật chẳng hạn, hay có khi bị hiểu lầm từ bề trên, từ những người khác, không được ghi nhận, thậm chí bị bỏ rơi, bị loại trừ. Thường thường khi con người của chúng ta được nâng đỡ, được tôn trọng, được ghi nhận, tự nhiên chúng ta rất dễ cố gắng. Nhưng ở hoàn cảnh ngược lại thì lắm lúc chúng ta tự cho mình thả phanh, buông trôi và dẫn đến nguy hiểm trong cuộc sống. Tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản thôi. Một người sống trong đời sống tu trì bị ốm đau chẳng hạn, bị cảm sốt, ăn nuốt không nổi, bề trên, chị em, anh em trong nhà thiếu một sự quan tâm, chỉ hỏi thăm lấy lệ, lắm lúc còn nghe tiếng to tiếng nhỏ đằng sau. Trong lúc đó có thể một em ca đoàn, một bạn huynh trưởng, một người ở ngoài, thì người ta nhắn tin, người ta điện thoại, người ta hỏi thăm, người ta động viên, rồi còn có khi gửi thuốc, gửi qua để bồi dưỡng, thể hiện một cái ân tình. Nếu những người trong cuộc như thế là bắt đầu tương tư. Thưa anh chị em, chính những điều đó có thể gây nên những cái vùng tối trong đời sống dâng hiến. Vậy điểm thứ ba, khi đối diện với những vùng tối như thế, người tu sĩ, người sống đời dâng hiến có tâm thế, có thái độ như thế nào? Tôi thấy thường có ba thái độ căn bản này. Thứ nhất, họ không hề ngây thơ,
không biết những khó khăn trục trặc, những nguy hiểm, những vùng tối đang chờ mình trong cuộc đời. Trái lại, họ biết phần mình là gì và cũng biết lời mời gọi lý tưởng của Thầy Giê-xu. Họ biết những thách thức phía trước, biết mình chẳng là gì, chẳng hơn ai, thậm chí ở trong một hoàn cảnh có khi mình còn tệ hơn những người bạn cùng trang lứa. Và họ cũng biết Chúa là ai, biết Ngài đã yêu thương, nâng đỡ, chọn gọi mình thế nào. Một người biết rõ như thế sẽ không thần thánh hóa bản thân mình và cũng không tầm thường hóa những giá trị đường lối của tin mừng. Họ biết mình là gì và cũng như Thánh Phaolô, họ biết mình đặt niềm tin vào ai, vào một đấng nào. Họ biết cuộc đời dâng hiến là một cuộc đời nghịch lý như tin mừng của Thầy Giê-xu đã dạy, ai chấp nhận mất mạng sống mình thì sẽ được. Chính vì thế, trong lúc thế gian đang thần thánh hóa của cải vật chất, người tu sĩ khẩn giữ sự thanh bần. Trong khi thế gian đang thần thánh hóa sắc dục, họ tuyên khẩn giữ đời sống thanh thiện. Trong khi nhân loại đang thần thánh hóa tự do cá nhân, thậm chí tới một mức phóng túng, họ khẩn giữ tự đặt mình dưới sự bảo trợ sắp đặt của những người khác. Họ cũng biết rõ con người ngày nay đang đề cao và đòi hỏi những quyền căn bản của con người: quyền tư hữu, quyền sở hữu, quyền tự do cá nhân, quyền có một gia đình hạnh phúc. Ngày nay, ngay cả những cặp đồng tính cũng đang đòi những cái quyền có một gia đình. Thế mà những người sống đời thánh hiến, họ lại từ bỏ những cái quyền căn bản quý giá của con người để khẩn đời sống khó nghèo, khiết tình và vâng phục. Những người tu sĩ không biết, không những chỉ biết rõ mà họ còn sống, nỗ lực thực thi mỗi ngày cái lời mời gọi của Thầy Giê-xu, cái lý tưởng của đời sống thánh hiến. Thánh lễ hôm nay là một minh chứng cụ thể. Gia đình Sơ Maria, ông bà cố đã trao cho hội dòng, cho giáo hội, cho xã hội một con người yêu quý, sinh con ra, giáo dục, nuôi dưỡng đến trưởng thành, thì cho không cho hội dòng, cho giáo hội, cho nhân loại. Theo lẽ thường tình, hôm nay ông bà cố và gia đình được đền đáp ân tình của mọi người. Nhưng không phải. Ngày lễ khẩn vừa qua, chắc chắn gia đình Sơ cũng như bao gia đình các Sơ khác trong lớp hết đi cảm ơn chị tổng, hội dòng, cộng đoàn. Rồi hôm nay còn mở tiệc đại làng để mừng con được cho đi một cách trọn đời, vĩnh viễn. Hay là bản thân Sơ Maria cũng vậy. Cứ lẽ thường hôm nay chúng ta thấy, như thường nói, là ngày đám, ngày tiệc mừng của Sơ. Sơ phải là người được đón nhận bao nhiêu lời chúc mừng, quà tặng từ tất cả mọi người. Nhưng không phải như vậy hoàn toàn. Trái lại, chúng ta sẽ thấy Sơ sẽ cảm ơn tất cả mọi người, không trừ ai, lại còn dành những cái bông hoa tuyệt đẹp để bày tỏ cái lòng biết ơn đó. Điều mà đáng lẽ chính Sơ ngày hôm nay mới xứng đáng để lãnh nhận những điều đó. Thưa anh chị em, tại sao các tu sĩ họ làm vậy? Tại sao các gia đình có người con dâng hiến họ làm thế? Thưa, chỉ vì một điều, họ biết mình là ai, mình sống nhờ ai và cho ai.
mình sống và làm theo đấng nào. Và thường những con người biết mình, biết người, biết sống như thế thì thường là những người cuối cùng sẽ chiến thắng những vùng tối, những bóng đêm tội lỗi trong cuộc đời và cả trong môi trường mình sống. Thái độ sống thứ hai khi đối diện với vùng tối trong cuộc đời dâng hiến, đó là người sống đời thánh hiến sẽ ý thức vùng tối tồn tại trong con người của mình, trong cộng đoàn của mình, trong hội thánh của mình là bởi phận người mỏng manh, là điều không thể tránh khỏi. Nhưng họ không bao giờ xem đó như một quy luật bù trừ cho những gì đã từ bỏ. Họ không bao giờ chấp nhận vùng bóng tối bóng đêm như một sự lựa chọn, như một sự thủ đắc trong bậc sống của mình. Nói cách khác, họ không thể có một lối sống hai mang, đi hai hàng, bắt cả hai tay. Một lối sống hình thức nhập nhằng, nói như người đời nói một cách rất thực tế, là một lối sống nửa nạc, nửa mở. Họ không bao giờ chọn như thế. Vì sao? Vì chọn lối sống như thế, họ đã đánh mất chính mình, không còn là người môn đệ đích thực hiện thân cho Chúa và tha nhân, mà chỉ còn là một cái danh và một cái áo khoác bên ngoài. Vì chính Chúa Giêsu đã nói một cách dứt khoát rằng ai cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng làm môn đệ của Thầy. Ở điểm này, người tận hiến trải qua điều mà Thánh Phaolô đã bộc bạch: điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Chỉ nhờ thái độ này mà họ không chỉ được Thiên Chúa tha thứ, mà cả dân Chúa cũng rất dễ thông cảm, bỏ qua và cầu nguyện nhiều cho họ. Có một câu chuyện thực xảy ra ở bên Ba Lan kể rằng, dưới thời đất nước Ba Lan đang nằm trong chế độ cộng sản, công đoàn đoàn kết đang kêu gọi người dân đứng lên biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng cho dân tộc Ba Lan, cho mỗi người công dân. Một hôm, có hai công an mật vụ vào gặp một vị linh mục và yêu cầu: ngày mai Chúa Nhật, ông không được kêu gọi, trái lại phải ngăn ngừa giáo dân không được xuống đường biểu tình như công đoàn đoàn kết đang có kế hoạch. Và để ép buộc ngài, họ rút ra cho ngài xem một tấm hình người phụ nữ và một đứa bé. Họ còn đe dọa: nếu ông không làm theo ý chúng tôi thì ông biết được hậu quả như thế nào. Ngày mai trong thánh lễ Chúa Nhật, vị linh mục vẫn giảng dạy giáo dân như thường. Ngài dạy lời Chúa dạy cho giáo dân biết người dân phải có trách nhiệm lâm chứng cho sự thật, cho công bằng, cho tình huynh đệ. Lời Chúa dạy nếu biểu tình là một cách ôn hòa để nói lên những nguyện vọng chính đáng, những trách nhiệm cần thiết, thì chúng ta phải tham gia, có quyền để tham gia và trách nhiệm phải tham gia. Bởi vì nếu mình im lặng có nghĩa là đồng lõa với bất công, thỏa hiệp với sự ác. Tuy nhiên, sau thánh lễ đó, ngài nói thế này: xin chào anh chị em. Bởi vì có thể là thánh lễ này là thánh lễ cuối cùng tôi dâng giữa cộng đoàn của giáo xứ chúng ta. Và ngài kể chuyện ngày hôm qua, công an mật vụ đã vào gặp ngài trao đổi những gì, đòi buộc những gì.
Và Ngài cũng công khai một điều mà có thể người ta không mong đợi, đó là thời trai trẻ của tôi có một chút lầm lỡ với một người phụ nữ và đã để lại hậu quả. Cho nên tôi không xứng đáng để tiếp tục cái sứ vụ giảng dạy chăm sóc anh chị em. Thế nhưng mà khi cha xứ vừa dứt lời thì tất cả cộng đoàn giáo dân đều nói lên cái gì? Cha không cần phải đi đâu cả, cha vẫn là vì mục tử tốt lành đáng kính của chúng con. Thái độ thứ ba mà người sống đời dâng hiến khi đối diện với những kỳ vùng tối trong cuộc đời của mình, đó là họ luôn biết mình có thể bị những vùng tối xâm lấn, lớp xâm chiếm và bủa vây. Họ có thể biết trước vùng tối có nguy cơ nhận chìm mình. Và vì thế, khởi đầu mỗi ngày, họ sẽ bắt đầu lại cái lời dâng hiến. Cuối mỗi ngày, họ lại kiểm điểm một cách nghiêm túc. Rồi thánh lễ, nguyện ngắm, giờ kinh phụng vụ, bí tích hòa giải, giờ cầu nguyện chung của cộng đoàn, việc đạo đức, lần chuỗi riêng của từng người, họ cầu nguyện liên lỉ, họ cậy trông vào ơn Chúa để giữ mình khỏi những nguy hiểm của bóng đêm bủa vây chiếm đoạt. Có lẽ ý thức điều đó mà Sơ Maria đã chọn cho mình một lời nguyện trong Thánh Vịnh 143 làm tâm niệm sống trong đời sống dâng hiến của mình, và cũng có thể là lời nguyện tắt mà sơ lễ muốn dâng lên Chúa mỗi lúc, nhiều lúc trong ngày sống. Đó là điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Và tôi nghĩ, thưa anh chị em, không chỉ riêng Sơ Maria mà tất cả chúng ta là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, muốn trung thành với Chúa, muốn đứng dậy ngay sau những lần vấp ngã, thì luôn phải tâm nguyện điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, điều đẹp ý Ngài xin giúp con thực hiện, điều đẹp ý Ngài con quyết tâm thực thi. Kính thưa anh chị em, điều nào là điều đẹp ý Chúa đây? Có một lời khuyên, có ba điều mà mỗi người chúng ta cần lưu tâm nhất. Đó là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời của bạn, đó là giây phút hiện tại. Công việc quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là công việc bạn đang làm. Con người quan trọng nhất đối với bạn là người đang hiện diện với bạn. Tất cả chúng ta đang hiện diện lúc này và tại đây, với Sơ Maria, gia đình và cộng đoàn giáo xứ quê hương, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến. Chúng ta kết hợp với hy lễ hiến tế của Đức Kitô, cũng là hy lễ tạ ơn, để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn một cách trọn hảo của chúng ta, và cũng để cầu nguyện cho Sơ Maria cách riêng và cho tất cả chúng ta, dầu biết rằng cuộc đời vẫn còn đó những mảng tối, những bóng đêm, nhưng với một niềm tin không lay chuyển vào tình yêu của Chúa, một già trung kiên với lời cam kết của mỗi người chúng ta với Chúa khi lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chịu chức thánh hay khẩn dòng.
một lời nguyện tha thiết xin Chúa và quyết tâm điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Chúng ta hy vọng và tin chắc rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, bóng tối sẽ tan dần và ánh sáng sẽ tỏa rạng như Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta. Các con là ánh sáng của thế gian. Amen.